chào các bạn đang dõi theo trên kênh YouTube Hãng Phim Sơn An. Các bạn đang dõi theo trên kênh YouTube Cộng đồng Zero Có Dấu Cộng và kênh Facebook Cỏ Sam. Và ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi, tức là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2019. Tôi có mặt ở tại khóm. Khóm mấy anh? Ở đây khóm mấy nhỉ? Khóm gì anh? Khóm 1. Phường gì? Có đất cái gì không? Hả? Châu Phú B, khóm 1, Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Và cũng cái nơi này là nơi biên thùy. Chúng tôi đang ngồi, nói đúng hơn là nơi biên thùy. Cách cái dòng sông Vĩnh Tế chỉ vài bước chân thôi. Tuy nhiên thì cái hình ảnh của thành phố Châu Đốc ngày hôm nay nó không còn cái giống như ngày xưa nữa. Nhưng trong trí tưởng tượng của mọi người sống ở nơi này, người ta đều có nhìn thấy bối cảnh. Tại vì cái đại lộ của Tân Kiều Lương này được hoàn thành trong 3 năm nay. Nhưng trước khi mà hoàn thành cái đại lộ này á, thì đây là một cái vùng đầm lầy, vùng vườn tược và những tiếng gà gáy này là một cái khu miệt vườn rất là thanh bình. Tuy nhiên khi thành phố mở ra đô thị hóa thì anh em vẫn có được cái nét của cái dân dã của người miền Tây. Tuy nhiên không kém phần thích nghi với hiện đại. Vậy thì ngày hôm nay phối hợp giữa hiện đại và quá khứ về những con người mà đã sống và sinh ra tại trên mảnh đất nơi này. Và đây thì tôi xin giới thiệu các bạn đây. Được chứ, đây nó uống rượu mà. Giờ xích tôi đó ngồi thiếu các bạn. Được rồi, ngồi. Ngồi sẽ tới. Được rồi, anh em cứ uống đi, mình uống. Đang làm phim bình thường hết. Phim của mình là phim vừa rồi cũng đã nói với anh Bảy rồi. Trước khi làm cái bộ phim này là tôi cũng đã trao đổi trước, chứ không phải sự mà hồ đồ mà đến mà cầm cái máy chĩa trong cái bữa ăn của tình quê hương đây. Đây là những người anh em tôi cũng mới vừa gặp đây thôi. Tuy nhiên các bạn thấy đó, đây là một gọi là rượu đế. Và giờ này là mấy giờ rồi anh Bảy? Mà 10 rưỡi thì anh em đã có được cái ẩm thực rất là tuyệt vời. Đây là ẩm thực cá lóc nướng, cá gì? Cá trê nướng chấm với mắm gừng và uống với trà đá, ăn với dưa leo và uống rượu đế. Các bạn thấy đó, những cái nụ cười rất là vui. Đây, con cá trê nó được xuất hiện trên bàn nhậu trong hình ảnh này, các bạn thấy vui không? Thì ở đây nó có một cái loại, tôi nói về mặt ẩm thực, ẩm thực cá trê á, thì một là nướng, mà nướng á, thì cái da nó hơi đen, vậy thì chúng ta phải cạo cái da nó ra để chúng ta ăn. Thì cá trê nó có cái da. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta có thể là kho gừng, mà cá trê mà chấm với nước mắm gừng, ăn với dưa leo và đây là cải bắp và uống với trà đá và một tí rượu đế này. Thì các bạn thấy rằng cái điều mà hạnh phúc được lộ rõ trên mặt anh Bảy đây. Xin giới thiệu anh Bảy. Anh Bảy giới thiệu cho mọi người trên cộng đồng được biết anh là chủ sĩ của ngày hôm nay đó. Đó đi. Tôi là chủ sĩ đây, tôi là anh Bảy. Rồi, xin lỗi anh, giới thiệu anh. Rồi, gọi đâu đi. Anh thứ mấy? Anh Cang. Cang. Cang hả? Cang, rồi. Dương. Dương, rồi Dương. Và thì chúng ta có ba anh em, còn các anh đang ngồi coi. Tại vì sao anh lại đi coi con gà này? Mà nãy giờ anh có phải ăn gà đá không mà anh ngồi đây? Thấy gà lạ quá. Ủa con gà này có gì lạ? Con gà này đâu có gì lạ? Lạ, nó chuỗi lông với cái giò nó cao quá. Không giống như gà miền Tây. Gà dùng ngoài rồi. Đúng. Không phải gà miền Tây. Đúng. Gà miền Tây là hình lông đẹp đẽ. Đúng rồi. Này nó không có đẹp đẽ. Đúng rồi. Anh nói đúng. Đây các bạn thấy đây là con gà này, gọi là con gà nòi. Tôi vừa được một người anh Tô Thanh Nhân gửi tặng từ Tây Ninh đem về. Và đây là từ chùa Bà Đen đi về với là chùa Bà Chú Sứ. Con gà này đại diện một hình ảnh là giao lưu giữa hai vùng miền, miền Trung và miền Tây. Đúng không? Vậy thì ngày hôm nay có con gà miền Trung nó nằm ở đây. Anh vui không anh? Vui.
Và đặt tên cho nó là con gà gì đây? Gà này gà kết hợp giữa hai tỉnh không? Tây Ninh và An Giang. À, đặt nó sao đây? Con mắm muối đi. Tại vì mình ở đây bán mắm, ở trên kia bán muối, mình gọi là con mắm muối đi. Con gà mắm muối đi, được không? Rồi, xin cảm ơn. Ân trên đã cho anh em chúng tôi được hậu ngộ. Rồi, tôi vừa hoàn thiện xong một cái chương trình giới thiệu về cái ẩm thực thông qua cái thú chơi tao nhã ngày xưa là gọi là ông bà, ngày xưa là gọi là đá gà. Ngày xưa đá gà ở đây nó có. Đây. Ngon quá. Lấy cái chén đi con. Vừa lấy chén cho bà ăn cái nữa đi. Có không? Hai gà lấy nhau luôn nè. Đây anh lấy hai gà vô luôn không? Cảm ơn anh Bảy. Vừa rồi anh đã cho tôi thử cái mùi vị đúng như tôi vừa quảng cáo. Và thật lòng đây là một đầu bếp số 1. Nếu các bạn nào đến miệt thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Chùa Bà, Chúa Xứ, hãy ghé qua Bảy Gà để thưởng thức được những cái món đặc sản 100% là miệt vườn và tình cảm. Rồi. Đó hàng gà đó có tài nào nó giao lưu kìa, giao lưu à. Giao lưu là ông bác bạn này nướng gà luôn. Và chương trình chúng tôi xin tạm dừng tập 1. Anh em đang yêu cầu đúng rồi, đây nè. Cái nữa hả? Hai gà giao lưu kìa. Cái đó mới đúng đó, quay hai gà đó. Hai gà giao lưu á. Hai gà giao còn có áo, còn có áo. Còn cà lọ, còn dài. Vâng, xin chào các bạn. Đúng ra là chúng tôi kết thúc cái chương trình này trong thời gian 10 phút. Tuy nhiên thì có một cái điều đặc biệt là ngày hôm nay các bạn đã thấy đây. Đây. Sự xuất hiện của sự giao lưu trong mờ mờ ảo ảo. Mờ mờ ảo ảo mà các bạn sẽ nhìn thấy là vì sao có sự giao lưu này. Và điều đó để cho thấy rằng các bạn ở tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, nơi biên thùy cũng rất muốn giao lưu với lại anh em miền Trung chúng tôi. Dù anh em miền Trung chúng tôi là những người không quần không áo, mà nhưng mà muốn chơi ta đôi thì bước ra sàn diễn. Đây thì hai con đã thể hiện được màu sắc và thể hiện được phong cách. Đây, đây action. Quá miền Trung chạy, miền Trung chạy, miền Trung chạy. Đây cho mày ở đây luôn, rồi mày hiểu chưa, hiểu chưa? Đây thấy chưa, thấy chưa, thấy thái độ chưa? Và điều này anh cho thấy như thế nào qua cái ngẫu hứng và sự bất ngờ đó? Chú gà miền Trung á là khiêm tốn. Bởi vì là chú gà miền Tây là đắt khách, đắt nhà. Miền Trung mà đắt khách, ta khiêm tốn. Đúng rồi, là khiêm tốn là để được trăm biết người biết ta, trăm trận trăm hòa. Hòa chứ tôi thua làm sao được. Hòa chứ à. Vậy thì qua cái đó là cái hình ảnh của chú gà miền Trung và cũng thể hiện được cái sự giao lưu anh em. Để tôi tạm biệt và anh Bảy thấy vui cái chương trình này không? Mà làm gì vậy? Thì tạm biệt khán giả trong chương trình người ta đang coi của mình kìa. Ngưng cuộc phim này. Ngưng nè, đây là xin chào tạm biệt bà con đi rồi. Này này thì chào bà con ở trên cộng đồng toàn thế giới người ta biết đó. Đó. Bye 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 bye. Bye bye. Đó. Rồi, rồi xin chào các bạn. Hẹn lại các bạn trong số tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.